chia sẻ chưa ơ đồ. Rồi xin chào mọi người. Ơi. Xin chào tất cả các chị em. Mọi người ơi, vào xem live và bắt đầu giống như mọi khi thì em sẽ tặng cái live stream cái sale siêu phẩm đầu tiên nha mấy chị ơi. Rồi mẫu đang mặc hôm nay mẫu mới like nhá. Các chị cho ai mà mới xem live của bên em cho em cái nhận xét về bạn mẫu này nhá. Đúng rồi, siêu phẩm 100. Xin chào em Huế này, xin chào Nguyễn Hằng. Xinh lắm tình yêu ơi, cảm ơn Quỳnh về nhà em ơi. Rồi mẫu hôm nay xinh tươi, mẫu mới nha cả nhà ơi. Rồi mọi người ơi, ai đã vào xem live rồi cho em xin một chấm để em chào tất cả các tình yêu đang xem live của em nha. Rồi xin chào chị Thạch, Thủy Thạch giày dép này. Rồi em chào chị nhá. Rồi xin chào anh Sơn Lê. Xin chào Ngân Jumi. Không mang trưởng này. Hôm nay mẫu mới nha, mẫu mới. Rồi xin chào Kim Anh Hoàng nha em ơi. Xin chào Gấm Nguyễn này. Rồi xin chào Kun Bu Mập. Cầm Kun Mập Ú. Kun Mập Ú. Xin chào Miền Đất Đỏ, xin chào Nguyễn Trang, xin chào Trang Lê. Xin chào chị Khánh Chi, xin chào. Có bán áo khoác không? Hôm nay có bán nha em ơi. Hôm nay mẫu mới, đúng rồi em Nguyễn Thanh Tú ơi. Hôm nay mẫu mới nhá. Rồi Lily Nguyễn xin chào này. Mẫu mới đúng rồi chị Ngọc Sâm ơi. Ngọc Hiển xin chào. Xin chào chị Nguyễn Yến Hải này. Xin chào Nguyễn Trang. Xin chào Khánh Chi dễ thương xinh. Rồi cảm ơn tất cả các chị em nha. Rồi em chào mọi người đi em ơi. Rồi em xin chào 88 chị đang xem nha. Xin chào Hoàng Yến. Dạ đúng rồi cô đồng Thủy Kiều ơi, hôm nay là mẫu mới bên con nha. Rồi xin chào xinh lắm, em cảm ơn chị Tâm Phạm này. Cảm ơn, xin chào Vân Trà. Xin chào Thảo Vũ. Rồi bắt đầu, nói chung là đầu like thì hôm nào em cũng sẽ tặng một em siêu phẩm mà mẫu đang mặc trên người nhá. Mẫu mới đúng rồi nhá, Sóc Nâu ơi. Mẫu cũ đi vắng rồi ạ. Mẫu cũ đang đi vắng nên là hôm nay sẽ mẫu mới sẽ thay nhá. Rồi xin chào Nguyễn Thúy. Xin chào Tammy Tăng. Rồi xin chào, lâu thế chưa nhận được. Ủa như cung mập ú. Rồi em ơi, ngày mai báo đơn cho chị là qua số hotline nhá. Em gọi đến số hotline để chị báo đơn cho em nha. Rồi xin chào mọi người này. Rồi bây giờ em không ạ? Tặng em siêu phẩm đầu tiên. Rồi tặng em siêu phẩm đầu tiên nha. Xin chào Phạm Quyên, xin chào Tấn Sang, xin chào chị Bảo Bùi, xin chào Vân Trà. Rồi ai đã chia sẻ nào? Vào livestream mọi người hãy ấn nút chia sẻ để được nhận phiếu may mắn như mọi khi nhá. Mẫu cũ đâu rồi? Mẫu cũ đi vắng rồi em ơi. Mẫu cũ đi vắng nha. Rồi mọi người ơi, ai đã vào xem livestream rồi? Ai đã ấn cái nút chia sẻ ở bên trái màn hình rồi? Comment giúp em là đã chia sẻ nào mọi người. Đã chia sẻ để bên em sẽ tặng phiếu may mắn, bốc thăm và tặng cái em siêu phẩm đầu like này nhá. Rồi em chào chị Lệ Phạm này. Em có thấy Liên Trần nha chị ơi. Cho em cho chị xin miếng nước với. Rồi xin chào Giả Uyên, xin chào Phúc Diễm Bảo Bùi, em xin chào chị Phạm Quyên luôn. Rồi bắt đầu like em sẽ tặng em siêu phẩm này nha. Và nói chuyện hay hơn kìa. Đây là mẫu mới em ơi, mẫu mới nhá. Mẫu mới nên là mọi người hoan hỷ và giúp đỡ bạn ấy. Nói chung là phải có sự kết hợp giữa khách hàng và người mẫu. Nên là mọi người ai ấy thì tương tác tốt để cho mẫu đạt. Nói chung là hôm nay sẽ làm tốt việc nhá. Thì xin gì rồi. Rồi xin chào đã Hà Ánh Hồng một phiếu này. Bắt đầu nào. Hà Ánh Hồng một phiếu. Chị Diệp Diễm Ngọc một phiếu này. Diệp Diễm Ngọc một phiếu. Em ra phụ bàn viết phiếu. Rồi Nhi Lê đã chia sẻ. Nhi Lê một phiếu luôn. Nhi Lê đã chia sẻ. Khánh Chi đã chia sẻ. Khánh Chi một phiếu. Khánh Chi một phiếu. Khánh Chi một phiếu. Em chia sẻ rồi. Hiền Muội một phiếu. Cẩm Tú Cầu một phiếu. Chị Nguyễn Thúy một phiếu. Hoàng Hằng một phiếu. Khi nào bán dày lại? Vậy khi nào bán thì bên em sẽ đăng tút nha chị ơi. Chị cứ theo dõi Facebook giúp em nha chị Phạm Tuyền ơi. Phạm Quyên một phiếu. Khánh Chi 10 nhóm cho thêm một phiếu nữa nha em ơi. Khánh Chi 2 phiếu này. Khánh Chi nữa này. Rồi ai đã chia sẻ comment giúp em là đã chia sẻ nào. Rồi chị Tâm Nguyễn một phiếu. Tâm Nguyễn một phiếu. Lưu Tú một phiếu. Giả Uyên một phiếu. Nguyễn Yến Hải một phiếu. Trang Đào một phiếu. Như Quỳnh Nguyễn một phiếu. Tuyết Yêu Thương một phiếu. Chị Trang Đào một phiếu nha chị ơi. Tuyết Nhung một phiếu.
Rồi ai đã chia sẻ bao nhiêu nhóm comment giúp em là số nhóm mình chia sẻ nào. Số nhóm mình chia sẻ để bên em cho thêm phiếu may mắn nha. Rồi chia sẻ vào 2 lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai để bên em đủ điều kiện nhận quà. Và các trang nhóm hỗ trợ, các trang nhóm hỗ trợ để bên em cho càng nhiều phiếu thì cơ hội trúng càng cao nha các chị nhá. Rồi Bảo Ngọc đã chia sẻ một phiếu này. Xích xích trang, siêu xích trang một phiếu, không biết đọc đúng tên không. Rồi Nguyễn Thanh Tú đã chia sẻ này, Nguyệt Hao một phiếu này, Kim Anh Hoàng một phiếu này, Kim Anh Hoàng một phiếu, Nguyễn Thanh Tú một phiếu, Hoàng Trinh một phiếu. Rồi Nguyễn Thanh Tú đã chia sẻ, cảm ơn em nha. Xích xích trang đã chia sẻ, đã có phiếu nha em ơi. Rồi mọi người ơi, nhanh tay chia sẻ, nhanh tay chia sẻ với để nhận phiếu may mắn nhá. Nguyễn Thanh Tú chia sẻ đã có phiếu nha em ơi. Nguyễn Thanh Tú đã chia sẻ này. Rồi ok, Nguyễn Thanh Tú đã chia sẻ. Rồi chia sẻ bao nhiêu nhóm hỗ trợ comment giúp em là số nhóm mình chia sẻ để bên em cho thêm phiếu và cơ hội sẽ trúng càng cao nhá. Hà Nguyên Hoàng một phiếu, Phu Xuân một phiếu, Thư Nguyễn một phiếu, Thư Nguyễn một phiếu, Ngân Nam, Ngân Nam hai lần trang cá nhân vào 10 nhóm em cho 2 phiếu nhá. Ngân Nam 2 phiếu, Giả Uyên thêm một phiếu nữa này, Giả Uyên thêm một phiếu, gì đó, Trọng Tín thiết bị y tế, Trọng Tín thiết bị y tế một phiếu. Ngân Nam đã chia sẻ đã có phiếu nha em ơi. Rồi mọi người nhanh tay chia sẻ nha để nhận những lá phiếu may mắn lên để nhận cái em siêu phẩm đầu like nha các chị ơi. Rồi Thu Hiền một, Thu Hiền 3 phiếu. Thu Hiền 25 nhóm cho 3 phiếu nha em ơi. Rồi Nguyễn Thị Ngọc Mai 1 phiếu. Ai chưa có phiếu comment và để cho em biết em sẽ cho thêm phiếu nhá. Rồi đã chia sẻ Thuấn Thủy 1 phiếu, Đỗ Thúy Hằng 1 phiếu, Nhi Lê, Nhi Lê 1 phiếu, Như Quỳnh Nguyễn 1 phiếu, Thu Hiền 1 phiếu, Nhi Lê, Đỗ Thúy Hằng. Đấy. Rồi em đọc tên là nhân viên sẽ ghi và bỏ phiếu vào trong cái hộp may mắn nha. Rồi một lần trang cá nhân, Kim Anh Hoàng thêm 1 phiếu, Diệp Diễm Ngọc, Hà Nguyễn Hoàng. Rồi Khánh Chi thêm 40 nhóm cho thêm em 2 phiếu nữa. Khánh Chi cơ hội sẽ trúng càng cao này. Các bạn nào chia sẻ nhiều thì comment giúp em là số nhóm mình chia sẻ để bên em sẽ cho thêm phiếu để tặng quà. Cơ hội trúng sẽ càng cao, may mắn sẽ càng tới với các anh chị nhá. Rồi Hiền Muội 1 phiếu, Hiền Muội 2 phiếu, Nguyễn Trang 1 phiếu, Xích Xích Trang đã chia sẻ đã có phiếu nha em ơi. Thùy Trang 1 phiếu. Rồi chia sẻ thêm rồi cho Hà Nguyên Hoàng thêm 1 phiếu nữa này. Rồi siêu phẩm bao nhiêu ký mặc đẹp chị ơi. Rồi ok, mẫu ơi mẫu báo số ký mặc đẹp, mặc đẹp em ơi. Rồi áo em đang mang tầm 60 ký đổ lại mang đẹp nha chị ơi. Rồi 60 ký đổ lại, 55-60 ký mang đẹp luôn nha các chị nhá. Rồi sao không được ta Thảo Vũ 1 phiếu, chia sẻ đi em ơi. Rồi Nguyễn Trang 30 nhóm em cho 3 phiếu nha. Nguyễn Trang 3 phiếu, Hà Nguyên Hoàng thêm 1 phiếu rồi đấy em ơi. Rồi Xích Xích Trang đã chia sẻ đã có phiếu. Nguyễn Phương Thúy, Nguyễn Phương Thúy 1 phiếu, Hà Ánh Hồng đã có phiếu, Hiền Muội đã có phiếu, Chi Huỳnh 20 nhóm em cho 3 phiếu. Chi Huỳnh 2 phiếu. Nam Khỉ, Nam Khi 1 phiếu. Nam Khi 1 phiếu, Thanh Thanh 1 phiếu. Hiền Muội cho thêm 1 phiếu nữa nha. Đấy, chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng càng cao. Rồi Tăng Thanh Huyền có thấy em nghe em ơi. Rồi Cẩm Tú Cầu 10 nhóm cho thêm 1 phiếu nữa này. Tăng Thanh Huyền chia sẻ 10 nhóm ok, Tăng Thanh Huyền có phiếu. Thu Hiền đã có phiếu nha em ơi, Đỗ Thú Hằng đã có phiếu này. Rồi Thanh Thanh đã có phiếu. Em chia sẻ rồi chưa ghi phiếu, đã ghi phiếu của Thuấn Thúy. Ngân Nam đã có phiếu. Cẩm Tú Cầu thêm 1 phiếu nữa nha. Rồi Phương Nguyễn, Phương Nguyễn 3 phiếu, Đào Thị Tuyền 1 phiếu, Nguyễn Trang 1 phiếu, Thu Hiền 1 phiếu, Nguyễn Thanh Tú 1 phiếu. Nhanh tay các chị ơi, bên em đang viết là những lá phiếu cuối cùng nha các chị nha. Rồi lên bao nhiêu người rồi nào? À bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, bên em sẽ Nguyễn Thanh Tú đã chia sẻ đã có phiếu nha em ơi. Rồi Chi Huỳnh đã có phiếu, Phương Hoài 1 phiếu, Đỗ Thúy Hằng 1 phiếu, Liên Trần 1 phiếu, Ngọc Hân 1 phiếu, Như Quỳnh Nguyễn 1 phiếu,
rồi chia sẻ lên trên trang cá nhân giúp em. Rồi lên bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ta? Mẫu mới dễ thương vậy ta. Rồi ok, cảm ơn em nha em ơi. Hôm nay là mẫu mới nên mọi người tương tác tốt giúp em nha, để mẫu đạt kết quả tốt nha. Lần đầu tiên livestream. Rồi Liên Trần đã có phiếu. Liên Trần một phiếu. Bích Phương em có thấy chị nha chị ơi. Rồi đẩy lên giúp em 400 người, em sẽ bắt đầu bốc phiếu nha các chị ơi. 400 người bắt đầu bốc phiếu, chia sẻ mạnh tay giúp em và các trang nhóm hội chợ nào. Rồi Bích Phương đã có phiếu. Rồi chị ơi, Zumi đã chia sẻ cho em ơi, comment giúp chị là đã chia sẻ. Bao nhiêu nhóm comment giúp em là bao nhiêu số nhóm mình chia sẻ để bên em cho phiếu may mắn nhá. Rồi Phú Xuân đã có phiếu, nước mắt lạnh. Nước mắt lạnh một phiếu. Lưu Tú thêm 2 phiếu. Lưu Tú thêm 2 phiếu em ơi. Rồi Khánh Chi 40 nhóm đã có phiếu nha em ơi. Rồi Bích Phương. Bích Phương đã có nhóm, đã có phiếu này. Diệp Nguyễn 1 phiếu. Thư Thư 1 phiếu. Hoàng Phương Ngân 1 phiếu. Hoàng Phương Ngân 1 phiếu. Bữa sau đầu tư thêm cái hộp đẹp đẹp, hộp quà mọi người nhờ. Ai mà trúng quà bên em thì bên em sẽ gửi vào cái hộp đấy luôn để gửi tặng quà cho mọi người luôn. Rồi Ngân Nam đã chia sẻ đã có phiếu nha em ơi. Rồi xin chào anh Mạnh Nguyễn này. Xin chào Phương Nguyễn. Phương Nguyễn đã chia sẻ thêm. Cho Phương Nguyễn thêm một phiếu nữa này em ơi. Rồi Diệp Nguyễn đã có phiếu. Diệp Nguyễn đã có phiếu. Hoàng Phương Ngân đã có phiếu. Hoàng Phương Ngân cho thêm một phiếu nữa em ơi. Bích Phương một phiếu. Mọi người ơi nhanh tay giúp em. 400 người em sẽ bắt đầu và bốc thăm may mắn nha các chị nhá. Bích Loan 1 phiếu. Bích Loan 1 phiếu. Chị Hoàng Trinh 1 phiếu nha. À rồi chị Hoàng Trinh ơi, chị gọi đến số hotline giúp em nha chị ơi. Gọi đến số hotline để bên em giải quyết đơn hàng và coi thử cái đơn hàng của chị đi tới đâu rồi nhá. Bích Loan này. Đấy, tất cả các ai mà em đọc tên là sẽ có phiếu may mắn nha. Rồi, Hoàng Hằng 1 phiếu. Chắc gần trăm rồi đó. Maybe 1 phiếu. Em ơi bao nhiêu nhóm comment giúp chị để chị cho phiếu nha em ơi. Rồi Khánh Chi thêm nè. Khánh Chi 1 phiếu. Khánh Chi 1 phiếu. Thanh Tuyền 1 phiếu. Rồi mọi người ơi, rồi bao nhiêu phút rồi? Maybe. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi em ơi? Rồi lên một giúp em 1k lượt chia sẻ mọi người ơi. 1k lượt chia sẻ em sẽ bắt đầu bốc thăm nha. Không cần biết lượt view là bao nhiêu nha. Không cần biết số lượng view là bao nhiêu, em sẽ bắt đầu bốc thăm và tặng quà cho các chị khi mà đủ 100 lượt share nha mọi người nha. Rồi Thư Thư 1 phiếu. Tuyết Nhung 1 phiếu. Tuyết Nhung 1 phiếu. Maybe. Maybe cho 3 phiếu. Maybe 3 phiếu. Mọi người ơi nhanh tay nha. Rồi lên 1k lượt chia sẻ thì em bắt đầu bốc phiếu nhá. Không cần biết lượt view là bao nhiêu hết, em sẽ bắt đầu bốc phiếu để tặng quà, không để không cho mọi người chờ đợi lâu nữa nhá. Không rồi 648 rồi. Cho em lên cho em hơn 300 lượt chia sẻ nè mọi người ơi. 350 lượt chia sẻ nữa nhá. Em có thấy chị Minh Châu Ngọc Phạm nha chị ơi. Rồi Kim Nguyên Kim 1 phiếu này. Nguyễn Kim Nguyên 1 phiếu. Bé Nhi 1 phiếu. Bé Nhi 1 phiếu. Bích Loan 1 phiếu. Chi Huỳnh 1 phiếu. Chia sẻ hết nhóm rồi ok. Cảm ơn em Khánh Chi nhiều nha em ơi. Rồi Hoàng Hằng 1 phiếu. Ai chia sẻ comment giúp em là chia sẻ đã chia sẻ nha. Rồi chia sẻ bao nhiêu nhóm comment giúp em là số nhóm mình chia sẻ được bên em. Xin ạ xin gói mẫu ơi. Em cảm ơn chị Hoa Phạm nha. Rồi Zumi chia sẻ mọi tay rồi. Zumi cho 2 phiếu nha em ơi. Zumi 2 phiếu. Candy Chang 10 nhóm. Khách quen mà, ok, ai cũng là khách quen của bên em hết nha mọi người nhá. Rồi mọi người ơi, nhanh tay chia sẻ nha. Bây giờ em sẽ bắt đầu này, chuẩn bị bốc phiếu rồi nha mọi người ơi. Ai chưa chia sẻ hoặc là ai chưa có phiếu mà em chưa đọc tên ấy, mọi người nhanh tay comment giúp em để em đọc tên và cho những lá phiếu cuối cùng nhá. Những lá phiếu may mắn sẽ dành tặng cho những ai. Nói chung là ai cũng có thể là người may mắn của hôm nay. Nên là mọi người chia sẻ nhé để nhận quà và nhận số phiếu của mình nhá. Chia sẻ càng nhiều thì số phiếu càng nhiều và cơ hội chúng càng cao. Rồi Minh Châu Ngọc Phạm em cho một xí phiếu này. Minh Châu Ngọc Phạm 1 phiếu này. Tắt nhạc. Minh Châu Ngọc Phạm 1 phiếu. Bé Nhi thêm 15 nhóm cho thêm 1 phiếu nữa. Rồi hết mọi người nhóm rồi ok. Cảm ơn chị Thu Hiền nha. Rồi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi mọi người ơi. Mọi người kiểm tra giúp em bao nhiêu lượt chia sẻ rồi mọi người ơi. Mọi người ơi. Rồi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi em bắt đầu bốc thăm nào. 740 hả? 740 là còn bao nhiêu? 260 người nữa. 260 lượt chia sẻ nữa nhá. Rồi Nguyễn Lan đã chia sẻ này. Nguyễn Lan 1 phiếu. Hoàn Kim 1 phiếu. Hoàn Kim 1 phiếu.
Nam Khi một phiếu. Chị Nguyễn Lan đã có phiếu nha chị ơi, Maybe chia sẻ nhất like rồi. Ok, cảm ơn Maybe nhiều nha. Rồi cho thêm Maybe một phiếu nữa này. Na Lê một phiếu. Na Lê một phiếu, bao nhiêu lượt chia sẻ rồi mọi người ơi? Rồi các chị xem like cho em biết là bao nhiêu lượt chia sẻ nào rồi. Đấy. À 765 lượt chia sẻ rồi. Rồi mọi người ơi, đẩy lên giúp em là 1k nha, 1k lượt chia sẻ nha mọi người nha. Rồi Nam Khi đã có phiếu nha em ơi, Nam Khi đã có phiếu. À, chia sẻ Khánh Chi cho thêm một phiếu. Lê Quế một phiếu. Chị Lê Quế một phiếu này, Kelly Trang một phiếu. Kelly Trang một phiếu, Thảo Trần đã chia sẻ rồi những lá phiếu cuối cùng mọi người ơi, những lá phiếu cuối cùng nha. Rồi bận bắt đầu chuẩn bị này, chuẩn bị rồi em sẽ bốc cái lá phiếu may mắn dành tặng em siêu phẩm đầu la cho các chị nhá. Với giá là 0 đồng. 0 đồng, 0 đồng nha các chị nha. Quà tặng dành đầu like cho tri ân khách hàng. Rồi mọi người ơi, Ngân Lê đã chia sẻ một phiếu. Em có thấy anh Khoa nha chị ơi. Rồi, Ngân Lê, Ngân Ly á. Ngân Ly một phiếu. Nguyễn Thanh Tú rồi, 826 rồi. Rồi gần đạt 1k lượt chia sẻ rồi, comment giúp em nha. Rồi em một phiếu, Ngoan Ngơ một phiếu này. Ngoan Ngơ một phiếu, Mến Nguyễn một phiếu. Ngoan Ngơ một phiếu, Mến Nguyễn một phiếu. Đấy, cứ đọc tên là sẽ có phiếu nha các chị ơi. Maybe thêm 20 lượt rồi, cho Maybe thêm một phiếu nữa này. Xin chào nhỏ Lê Mân nha chị ơi. Rồi Trâm Huyền một phiếu, Su Vân một phiếu. Trâm Huyền một phiếu, Su Vân một phiếu. Mọi người ơi, 1k chưa? Rồi khi nào một đạt 1k? Đã chia sẻ Lê Thảo một phiếu. Lê Thảo một phiếu, Hồng Trinh Ruby một phiếu. Hồng Trinh Ruby một phiếu. Nguyễn Nguyễn một phiếu. Trâm Huyền một phiếu. Đây. Rồi Trâm Huyền một phiếu. Lê Thảo đã có phiếu nha em ơi. Lê Thảo một phiếu. Bao nhiêu lượt rồi mọi người ơi? Mời nhớ nhắc em 1k lượt là chia sẻ để em bắt đầu bốc thăm nha các chị nha. Rồi mẫu sẽ bốc thăm nha. 873 rồi. Rồi đẩy mạnh giúp em. 1k lượt chia sẻ bắt đầu bốc phiếu nha. Rồi chị Lê Quế em cho thêm một phiếu nữa. Lê Quế thêm một phiếu. Lê Quế thêm một phiếu, Lê Thảo thêm một phiếu. Mon Hà một phiếu. Rồi chị Lan Lê một phiếu nha chị. Chị Lan Lê một phiếu. Trâm Huyền một phiếu. Thêm được chia sẻ rồi, Lưu Tú thêm hai phiếu. Lưu Tú thêm hai phiếu. Rồi, đủ 1k chưa mọi người ơi? 1k được chia sẻ, bắt đầu đọc phiếu nha, bốc chị phiếu chị nha. Chị Phi một phiếu này, chị Hoài Phi một phiếu nha. Chị Thắm Hoài Thị này. Lý Ban một phiếu. Anh một phiếu nha chị ơi. Lý Ban một phiếu. Lý Ban một phiếu. Rồi, đủ chưa mọi người ơi? Đủ lượt chia sẻ chưa? 1k lượt chia sẻ em bắt đầu bốc phiếu nha các chị nhá. 1k lượt chia sẻ em bắt đầu bốc phiếu nào. Bao nhiêu chia sẻ rồi? Đủ Thúy Hằng thêm một phiếu. Mọi người ơi nhanh tay sắp đủ lượt chia sẻ rồi và em sắp bắt đầu bốc thăm nhá. Ai chưa được em đọc tên thì nhanh tay comment để em cho thêm phiếu nha. 920 còn 80 lượt chia sẻ nữa thôi nha. Rồi mọi người mỗi người ấn cho em thêm một nút chia sẻ nữa. Bên em sẽ bắt đầu bốc phiếu may mắn nha các chị nha. Mẫu sẽ bắt đầu bốc phiếu. Rồi hôm nay ai có rồi anh Khoa đã có phiếu. Anh Khoa có một phiếu. Anh Khoa một phiếu. Lê Thảo một phiếu. Rồi, 1k cho mọi người ơi. Mỗi người ấn thêm cho em một nút chia sẻ nữa nha. Mỗi người một nút chia sẻ nữa để đủ 1k lượt chia sẻ, bên em sẽ bắt đầu bốc phiếu nha. Rồi không cần biết lượt view là bao nhiêu, không cần biết. Nói chung là các chị đến với em là cơ hội sẽ nhận quà rất là cao, bởi vì là ai chia sẻ nhiều thì cơ hội chúng càng cao rồi. Khánh Chi có thấy ghi phiếu có nha em ơi. Khánh Chi đã có nhiều phiếu lắm luôn rồi đấy. 74 lượt chia sẻ nữa thôi nha mọi người ơi. Mỗi người ấn cho em thêm một nút chia sẻ nữa nào. Cho em thêm phiếu, Na Lê thêm một phiếu. Na Lê thêm một phiếu, Lê Ngọc Huyền một phiếu. Na Lê một phiếu. Tô Thị Bích Liễu một phiếu. Rồi khi nào đủ 1k lượt mọi người nhớ nhắc em để em tặng quà nha. Rồi mấy chị nhanh tay chia sẻ giúp em nha. Nhanh tay chia sẻ giúp em để nhận một em siêu phẩm này về nhà nha. Siêu phẩm rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Lê Ngọc Huyền. Lê Ngọc Huyền một phiếu. Lê Ngọc Huyền một phiếu. Xin chào Bích Viễn nha bạn ơi. Rồi Tô Thị Bích Liễu một phiếu. Tấn Tài Nguyễn một phiếu. Tô Thị Bích Liễu một phiếu. Tấn Tài Nguyễn một phiếu.
quà gì thế? Đây là em siêu phẩm này sẽ dành tặng cho chị em nào may mắn ngày hôm nay nha các chị ơi. Rồi Trâm Huyền một phiếu, Lê Thảo một phiếu, Lê Thảo một phiếu. Rồi Lê Thảo cho thêm phiếu tiếp đi. Tấn Tài Nguyễn đã có phiếu, Lê Thảo một phiếu, Đỗ Thúy Hằng một phiếu. Rồi một ca chưa? Rồi bắt đầu bốc phiếu này mọi người. Bắt đầu bốc phiếu nha. Bắt đầu bốc phiếu, bốc phiếu may mắn nào. Còn 19 lượt chia sẻ nữa thôi. 19 lượt chia sẻ nữa thôi. Anh Khoa một phiếu, Phan Thị Kim Hoa một phiếu. Rồi những lá phiếu còn những người mới vào đấy nha các chị ơi. Nên là cơ hội chúng sẽ cho dành tặng cho các chị mới vào nữa nhá. Để công bằng hơn thì em sẽ cho thêm 1 phút nữa để mọi người chia sẻ nha. Rồi chia sẻ 2 lần lên trên trang cá nhân ở chế độ công khai và các trang nhóm hỗ trợ để nhận những lá phiếu may mắn của bên em nha mấy chị nhá. Rồi Nguyễn Thanh Tú đã có phiếu. Rồi bốc khoa đi em ơi. Bây giờ bắt đầu bốc, bây giờ bắt đầu bốc nha chị ơi. Trộn đều lên, trộn đều lên. Sắp đều lên. Rồi bắt đầu bốc phiếu này mọi người ơi. Đây là mẫu mới nha Trang Trang ơi, hôm nay là mẫu mới nhá. Rồi một ca rồi, ok bốc phiếu này, bốc phiếu này. Đừng có nhìn, nhắm mắt lại. Em nghe xong em gọi cho anh Kiến bảo bốc phiếu nha mấy chị ơi. Cho chị với. Ai sẽ biết được may mắn hôm nay nào? Chúc mừng chị Anh Khoa nha. Chị Anh Khoa đâu ạ? Chị Anh Khoa lên số điện thoại giúp em để nhận quà nha. Rồi Anh Khoa lên số điện thoại giúp em. Anh Khoa lên số điện thoại giúp em để nhận quà nào mọi người ơi. Mẫu nói nhỏ quá. Rồi mẫu hôm nay là mẫu mới lần đầu tiên live stream nên các chị là nói chung là tương tác tốt giúp em nhá. Rồi chia sẻ quá trời. Rồi Anh Khoa lên số điện thoại giúp em này. Không không phải nói anh Kiệt. Anh Khoa lên số điện thoại giúp em để nhận quà nha chị ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi anh Khoa lên số điện thoại giúp em nào. Rồi bắt đầu bán, hôm nay em sẽ bán đồng giá với áo. Tất cả các loại áo siêu phẩm siêu ơ hay là tất cả các mặt hàng đều với giá là đồng giá 100. Một có để đảo rồi em ơi, có đảo lên rồi nha Khánh Chi ơi. Rồi đồng giá 127.000. 127.000. Đồng giá 127.000, mọi người ơi comment giúp em nào. Đồng giá 127.000. 127.000 kèm số điện thoại giúp em nha. Áo dạ đồng giá 127.000, chốt mã kèm số điện thoại giúp em. Rồi mọi người, rồi áo tặng ngay. Rồi bắt đầu nha. Bây giờ em sẽ bán không được nhìn chứ? À, có không nhìn mà. Mẫu quay mặt coi bên kia mà. Rồi anh Khoa kiểm tra anh Khoa em ơi. Rồi bắt đầu bán nha. Không cho anh, không có anh Khoa, có nha. Rồi anh Khoa đã lên số điện thoại được kìa. Đồng giá 127.000. Em cảm ơn Nguyễn Ngọc Sinh này. Rồi em sẽ ghi bình luận này nha. Rồi mẫu bắt đầu bán đồng giá nha. Các siêu phẩm siêu gì cũng đều bán đồng giá là 127k. Chốt mã kèm số điện thoại giúp em nha các chị ơi. Rồi. Rồi bọn em hồng phấn nha. Hôm nay em sẽ bán cho chị các chị áo giá là đồng giá 127k, chốt em mã 287 trước. Rồi anh Khoa mới chia sẻ nha em ơi. Anh Khoa mới chia sẻ vừa xong sau khi bốc phiếu. Rồi lên giúp em là 450 người em sẽ bắt đầu bốc lại nha các chị ơi. Đồ si nha Hoàng Anh ơi. Rồi chốt mã kèm số điện thoại giúp em. Rồi cảm ơn Nguyễn Thanh Tú này, chốt mã kèm số điện thoại này. Rồi em cảm ơn Nguyễn Thanh Tú nhá. Rồi đơn hồi tối hôm qua bên em đang gọi điện chốt đơn nhá. Rồi chốt mã kèm số điện thoại giúp em. Rồi 60kg đổ lại mặc đẹp chốt em mã 288. 288 129k. Không cần đồng giá, đồng giá 127 thôi. Đúng rồi. Rồi bao nhiêu ký mặc vừa là mẫu sẽ báo nhá. Rồi chị Thu Hiền ơi, chị nghe rõ giúp em nha. Bao nhiêu ký mặc lại là mẫu sẽ báo đầu tiên. Nên là các chị ai mà chốt mã thì nhớ là để số ký. Rồi 50kg đổ lại mặc đẹp chốt em mã 286. M hả? Không không, M hả? M hả? Vậy hả? Rồi em sẽ lau màn hình xíu lại nha chị ơi. Rồi rõ chưa các chị ơi? Rồi 65kg đổ lại mặc đẹp chốt em mã 285. 285 65kg đổ lại mặc đẹp.
Rồi chốt mã kèm số điện thoại giúp em ở Chư Sê Gia Lai nha chị Hồng Nguyễn ơi. 127k đồng giá tất cả các siêu phẩm hay là các cái áo nào cũng bán đồng giá là 127k nha các chị nhá. 60 kg đổ lại mặc đẹp chốt cho em mã 284. 284 60 kg đổ lại mặc đẹp. Lên giúp em 420 người em sẽ bắt đầu bốc lại nha chị Bích Phương ơi. Rồi mọi người ấn cho em thêm một nút chia sẻ nữa đi. Em sẽ lên 420 người em sẽ bắt đầu bốc lại tiếp nhá. Rồi một em dạ pha phao nha mấy chị ơi, siêu đẹp luôn. Chốt cho em mã 283. 283 đồng giá 127k. Đẹp chốt em mã 289. 289. Rồi chốt mã kèm số điện thoại giúp em nha các chị ơi. Rồi một bên em ship một cái là 35k, thêm một cái là thêm 5.000 tiền ship nha chị Nguyễn Thanh Tú ơi. Hai cái là 40k tiền ship nha, bởi vì áo giả nó sẽ rất là nặng, bên em sẽ hỗ trợ ship cho các chị nhá. 55k đổ lại mặc đẹp chốt em mã 282. Rồi chốt mã kèm số điện thoại giúp em ạ. Rồi 53kg đổ lại mặc đẹp chốt em mã 290. 290 50kg đổ lại mặc đẹp. Đơn hàng tối qua, bên em đang gọi điện chốt đơn nha chị Mai Phương ơi. 57kg đổ lại mặc đẹp chốt em mã 291. Chị Anh Mai chốt mã kèm số điện thoại giúp em ạ. Mỏng nói to hơn một xíu em ơi. Có thể em ngoan ngơ nha em ơi. Chị Anh Mai chốt mã kèm số điện thoại giúp em nha chị ơi. 55kg đổ lại mặc đẹp chốt em mã 281. 281. 55kg đổ lại mặc đẹp nha mấy chị. Chị Anh Mai ơi, chốt mã kèm số điện thoại nha chị ơi. Rồi một em siêu phẩm áo này em sẽ bán cho chị, cho các chị là đồng giá 127k luôn nha. Hôm nay siêu phẩm em cũng bán với giá là 127k. Chốt cho em mã 261. 261 60kg đổ lại mang đẹp. Bị nhòe không nhìn rõ hả? Vẫn nghe hả? Có nghe không? Chị ơi chị thoát ra vào lại giúp em nha chị Thảo Trần ơi. 60kg đổ lại mặc đẹp chốt em mã 260. 260 60kg đổ lại mặc đẹp. Rồi ok chị Anh Mai ạ. Mã 290 cho chị Anh Mai. Mẫu cao 1m mấy? Mẫu cao 1m63. Mẫu cao 1m62 và nặng 53kg. Nặng 53kg nha các chị ơi. 1m62 nặng 53kg. Rồi em cao 1m62 và nặng 53kg nha mấy chị ơi. Mã 261 em chốt chị Hoa Tài. 55kg đổ lại mặc đẹp chốt thêm mã 258. 258 55kg đổ lại mặc đẹp nha. Rồi xin chào Phạm Quyên, xin chào Sorry Trương. Nói nhỏ quá hả mọi người. Mẫu ơi mẫu nói to to hơn một xíu. 55kg đổ lại mặc đẹp chốt thêm mã 257. 257 55kg đổ lại mặc đẹp nha. Xin chào chị Thanh Chocola. Mã 258 chị Nguyễn Yến Hải. 60kg đổ lại mặc đẹp chốt thêm mã 280. 280 60kg đổ lại mặc đẹp nha. Xin chào kiếp hai mặt. Mẫu ơi nói to lên. Mẫu cao 1m62 và nặng 53kg nha các chị ơi. 1m62 nặng 53kg. Các chị nhìn mẫu xong rồi ướm nhá, bởi vì mẫu có báo số ký này nhá. 55kg đổ lại mặc đẹp chốt cho em mã 101. 50kg đổ lại mặc đẹp chốt thêm mã 101. 101 50kg đổ lại mặc đẹp nha mấy chị.
Rồi mẫu cao 1m62 và nặng 53kg nha chị ơi. 60kg đổ lại mang đẹp chốt thêm mã 79. 60kg đổ lại mang đẹp chốt thêm mã 79. Có dạ ngắn dạ dài đan xen nha chị ơi. 65kg đổ lại mặc đẹp chốt thêm mã 78. 78, 65kg đổ lại mặc đẹp. Chị Huỳnh Thắm thì ơi, bên em sẽ báo số ký trước rồi báo đến mã nha các chị nha. Mọi người để ý số ký giúp em nha. Một em hồng phấn siêu xinh luôn mấy chị ơi. 50kg đổ lại mặc đẹp chốt thêm mã 77. 77, 50kg đổ lại mặc đẹp. Chị nào nhỏ con thì chốt ngay vào luôn cho em mã. Chốt ngay vào luôn cho em cái áo này nha, 50kg đổ lại mặc đẹp. Dạng rất là mới nha mấy chị. Chị. 60kg đổ lại mặc đẹp chốt thêm mã 76. 76, 76 chốt thêm mã 76 nha mấy chị. 60kg đổ lại mặc đẹp. Rồi em chào chị Nhung Triệu nha. Mờ quá hả các chị ơi? Có mờ không em? Rồi mấy chị kẻ siêu đẹp luôn nha. Chốt ngay và luôn cho em mã 81. 60kg đổ lại mặc đẹp chốt em mã 81. Mã 77 em chốt với chị Mai Phương. Mã 78 nha, có mã 87 nè chị Hương Nguyễn ơi. Chị cầm đây này cho bên em phải không? Còn resize chốt cho em mã 102. Còn resize nha mấy chị ơi, chốt ngay luôn cho em mã 102. Có mờ lắm không mấy chị? Rồi các chị chốt mã kèm số điện thoại giúp em trên một dòng để bên em in đơn ra mấy chị nhá. Chị Phan Thúy Hiền chốt mã kèm số điện thoại giúp em. 60kg đổ lại mặc đẹp chốt ngay và luôn cho em mã 103. 103, 60kg đổ lại mặc đẹp. Quỳnh nhá gì vậy Quỳnh? Chị nghe mẫu áo số ký rồi, mấy chị đặt hàng cho chị ơi. 50kg đổ lại mặc đẹp chốt cho em mã 75. 50kg đổ lại mặc đẹp nha mấy chị. Có thấy chị Cúc Đinh nha chị ơi. Mã 102 chốt chị Hồng Nhung Phạm Nhung. Rồi 60kg đổ lại mặc đẹp chốt thêm mã 255. 255 60kg đổ lại mặc đẹp. Rồi ok chị Thảo Trần. Farisa chốt thêm mã 197. 197 Farisa nha mấy chị. Mã 83 em chốt chị Nguyễn Ngọc Lan. Mã 103 em chốt chị Thúy Nguyễn. Một em hồng phấn siêu xinh luôn nha. Chốt ngay luôn cho em mã 198. 198 60kg đổ lại mặc đẹp. Em có thấy Tiên Lưu nha chị ơi. Mã
sung nha. 65kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 84. 84, chốt cho em mã 84, 60kg đổ lại mặc đẹp. Rồi có áo 30k chị vui lòng đến shop lựa giúp em nha chị Lê Thị Thanh Thúy ơi. 50kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 99. 50kg đổ lại mặc đẹp. Em có thấy tiên lưu nha chị ơi. Rồi một em áo free size, chốt cho em mã 98. 98 free size. Chốt ngay vào luôn cho em mã số 98. Mã 82 cho chị tiên lưu. 60kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 97. 60kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 97. Mã 97. Rồi đợi em lau camera một xíu nha các chị ơi. Được chưa? Hết nghe chưa? Dạ còn nhiều em không hả mấy chị ơi? Mã 98 em chốt cho chị Hương Nguyễn. 57kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 96. 96, 57kg đổ lại mặc đẹp, chốt ngay luôn cho em mã 96. Rồi à chị Thơ Heo ơi, bên em là do mẫu này mới like lần đầu tiên nên là các chị tương tác tốt giúp em với nhá. Rồi một em dạ ngắn 60kg đổ lại mặc đẹp, chốt thêm mã 199. 199, 60kg đổ lại mặc đẹp. Đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 200. 200, 57kg đổ lại mặc đẹp. Vẫn bị mờ à ta? Tiên lưu phải có đơn với mình không em? Tiên lưu hôm qua. À chị tiên lưu ơi, chị chưa có đơn bên em nha. Hôm nay chị mới đặt một cái đầu tiên bên em nha. 62kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 210. 210, 62kg đổ lại mặc đẹp. Camera ấy, chỉnh góc độ camera ấy. À chị là... Thu Hoài ơi, chị chốt mã kèm theo số điện thoại nha chị ơi. Ừ, chứ em chẳng biết chỉnh sao hết. Rồi mà em dạ ngắn siêu xinh luôn nha. Chốt cho em mã 202, 202, 47kg đổ lại mặc đẹp. Ký ức bên anh ơi, em lau 3 lần rồi. Em không biết tại sao nó vẫn mờ mờ. Lau 3 lần rồi đấy. Chị Nam Khi kêu là em xem không thấy bị nghề hay người gì mà ta. Rồi for resize cho em mã 23. 23 for resize nha, chị nào to con mang áo này rất là đẹp nha. Em có thấy ngoan ngơ nha chị ơi. Rồi xin chào 65, Ngoan Ngơ. Rồi 65kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 230. 230, 65kg đổ lại mặc đẹp. Rõ mà, rồi ok em cảm ơn chị Nguyễn Quyên này. Em cảm ơn chị Nguyễn Nguyễn nhá. Mã 200 chốt chị Hà Trần. Rồi 60kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 85. 85, 60kg đổ lại mặc đẹp nha mấy chị yêu ơi. Mã 201 em chốt chị Phan Thúy Hiền. Do mạng. À rồi em cảm ơn chị Ngân Nam nha. Rồi cảm ơn tất cả các chị nha. Rồi ai mà bị mờ thì vui lòng là thoát ra vào lại giúp em nha. Rồi một em 60kg
60kg đổ lại mặc đẹp, chốt chốt ngay luôn cho em mã 204. 204 60kg đổ lại mặc đẹp. Rồi em cảm ơn chị Thanh Tuyền. Xem rõ mà rồi, ok em cảm ơn chị Nguyễn Tâm. Do mạng hay do mạng các chị ạ? 53kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 95. 95 53kg đổ lại mặc đẹp. Đổ lại mặc đẹp, chốt thêm mã 205. 205 60kg đổ lại mặc đẹp. Rồi xin chào chị Nguyễn Thanh Hương ạ. Có 90kg nha em ơi, nhưng mà không biết ở đâu thôi. 90kg. Rồi một em siêu phẩm free size. Áo này em sẽ bán đồng giá cho mấy chị là 127k luôn nha. Chốt thêm mã 206. 206 free size. Bao ấm luôn. To thế. Đó, nó bao ấm luôn. Trời ơi, lên không à? Bên trong à? 60kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 94. 94. 60kg đổ lại mặc đẹp, chốt ngay luôn trên mã 94. Rồi các chị chốt mã kèm số điện thoại giúp em, ai có đơn thì vui lòng ghi chữ dồn đơn giúp em nhé. Mã 95 chốt chị Tiên Lưu. Rồi một em siêu phẩm sọc kẻ caro nha, chốt ngay luôn cho em mã 207. 207 60kg đổ lại mặc đẹp. Mấy chị coi dạ bên em rất là mới luôn nha, bao mới luôn nha. Mẫu cao 1m62, nặng 53kg. Cảm ơn Ngoan Ngơi nha em ơi. 57kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 93. 57kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 93. Có giả ép nha chị Tà Ngọc ơi. Có công việc hôm nay không like nha chị ơi. Mã 92 chốt chị Tiên Nguyễn. 61kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 90. 61kg đổ lại mặc đẹp. Rồi chị Phan Thị Kim Hoa chốt mã 26 kèm số điện thoại giúp em nha chị ơi. Mã 91 chị Phú Xuân. Mấy chị chốt áo, mấy chị chốt áo kèm theo số điện thoại và mã giúp em nha, bên em mới chốt hàng được cho mấy chị nha. 60kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 290. 290 60kg đổ lại mặc đẹp. Mã 90 em chốt chị Nguyễn Thị Hương. Trời ơi xinh quá. Một em for resize chốt ngay luôn cho em mã 210. 210 for resize nha. Bao nhiêu ký? Tầm 55 đến 65kg đổ lại mặc đẹp. Trời ơi xinh quá. Một em màu xanh, một em muốn dạ màu xanh cô ban chốt ngay luôn trên mã 29. 50kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 29. Chốt trên mã 28.
dành cho mấy chị nhỏ nhỏ con nha. Áo này tầm 47kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 30, 47kg đổ lại mặc đẹp. Rồi các chị Biển comment vui lòng cho em xin một nút like nhá, để đỡ Biển comment và tương tác tốt hơn nha. 55kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 211. 211. 55kg đổ lại mặc đẹp. Mã 28 chốt chị Nguyễn Trang. Một em còn mà còn tem còn mát luôn nha mấy chị yêu ơi. Một màu cam đất. Mã 211 em chốt chị Nguyễn Thị Hương. Rồi mấy đơn. Mấy chị nào mà thích một màu cam đất thì vô đây nha, chiến ngay vào luôn em này, chốt 60kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 27. 27 60kg đổ lại mặc đẹp. Chị ơi, 50kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 212.
212 50 kg đổ lại mặt đẹp. Mã 212. Chị Phương nhiều ơi, chị chốt mã 22 127k, chị comment ok là giùm em với chị ơi. Đổ lại mặt đẹp, chốt trên mã 8. Mã 8 63 kg đổ lại mặt đẹp. Trong thì Nga ơi, có gì nhân viên báo lại với chị nha chị ơi. Rồi một em dạ ép bao mới luôn nha. Mã 212 chốt cho cô Nguyễn Bích Lan. Một em dạ ép chốt ngay luôn cho em mã 135 135 65 kg đổ lại mặt đẹp. 65 kg đổ lại mặt đẹp, chốt trên mã 135. Trời ơi xinh quá, sang quá luôn mấy chị yêu ơi. 57 kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 18. 57 kg đổ lại mặc đẹp, mã 18. Nha. Mã 105
69 cho cô Nguyễn Bích Lan. 65kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 88. 65kg đổ lại mặc đẹp. Chị Hương Nguyễn.
đẹp chốt cho em mã số 33. 33 60 ký đổi lại mặc đẹp chốt cho em mã 33.
đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 213. 213 60 kg đổ lại mặc đẹp. Rồi ok chị cứ phân âm nha. Mã 144 chốt chị Trang Trang. 51 kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 181. 181 51 kg đổ lại mặc đẹp. Mã 213 em chốt chị Cẩm Tuyền. 182 for resize luôn nha mấy chị ơi. Resize chốt thêm mã 180. 180 for resize. Mã 125 em chốt chị Loan Nguyễn. 235 em chốt chị Hương Nguyễn. 47 kg đổ lại mặc đẹp, chốt thêm mã 176. 176 57 kg. 176 1 à, lộn em báo lộn. 57 kg đổ lại mặc đẹp. Đẹp.
trên mã 178. 178 51 kg đổ lại mặc đẹp. 178. Trời ơi xinh quá. Xinh quá cơ. Áo này 49 kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 174. 174 49 kg đổ lại mặc đẹp. Mã 179 em chốt chị Trâm Ba Tua. 52 kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 173. 173. Mã 183 em chốt chị Thương Hoài. Mã 191 em chốt cho chị Túy Trần. 60 kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 283. 283 60 kg đổ lại mặc đẹp. Bên em sẽ bao đổi trả cái hàng lỗi nha mấy chị ơi, mấy chị yên tâm đi ạ. Đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 190. 190. 57 kg đổ lại mặc đẹp. Mã 173 chốt chị Trâm Ba Tua. Rồi một em tím mộng tím mơ luôn nha mấy chị ơi. Có ship chị Cúc Kinh ơi, một cái cũng ship, hai cái cũng ship, chỉ có nửa cái em không ship nha chị nha. 63 kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 189. 189. Bên đây là hàng si tuyển đã quay giặt khóc nha mấy chị nha. Nhớ là hàng si chứ không phải hàng new nha mấy chị. Chú ý giúp em nha. 50 kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 188. 188 50 kg đổ lại mặc đẹp. Mã gì chị ơi? 188. Bốn mươi chín kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 187. 187 49 kg đổ lại mặc đẹp. Áo cho em thôi. Sáu mươi kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 186. 186 60 kg đổ lại mặc đẹp. Mã 187 chốt chị Song Phan. 57 kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 192. 192 57 kg đổ lại mặc đẹp. Rồi mấy chị chắc chắn đặt hàng rồi, hẳn đặt hàng bên em đi chị ơi. Mấy chị chốt cơ sở ra tổ mấy bên em đi chị ơi. 60 kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 194. 194 60 kg đổ lại mặc đẹp. Ship về Đắk Lắk là 35.000 một cái nha trời. Cứ cái thứ hai là mới chỉ tính 35.000 một cái nha. Chị Phương Hà ơi, chốt mã kèm theo số điện thoại nha, mã 187 mới đem hết rồi ạ. 62 kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 172. 172 62 kg đổ lại mặc đẹp. Mã 194 chốt cho Nguyễn Thị Hương. Cái ly kém sang. Hoa thả ra sắp tiền. Hoa thả ra sắp tiền. 63 kg đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 185. 185 63 kg đổ lại mặc đẹp. Đổ lại mặc đẹp, chốt trên mã 184. 184 60 kg đổ lại mặc đẹp.
đẹp chốt cho em mã 171. 171 60 kg đổ lại mặc đẹp. Một em già ép nha, xinh lắm luôn mấy chị ơi. Chốt cho em mã 230. 230 60 kg đổ lại mặc đẹp. Chị Thảo Huệ chốt mã kèm số điện thoại giúp em nha chị ơi. Rồi một em siêu phẩm da bò luôn, chốt ngay vào luôn cho em mã 170 60 kg đổ lại mặc đẹp. 60 kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 170. Rồi mà em dạ đỏ xinh quá cơ. Chị nào là team của đỏ thì bơi vào đây nha. 60kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 169. 169 60kg đổ lại mặc đẹp. Trời ơi một em dạ ép mới lắm luôn. Mới lắm nha mấy chị ơi. 65kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 146. 146 65kg đổ lại mặc đẹp. Mã 170 em chốt chị Nhi đâu? 45kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 147. 147 45kg đổ lại mặc đẹp. Mã 185 em chốt chị Thảo Huệ. 55kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 226. 226. Rồi có thể ngoan ngơ nha em ơi. Ok dồn đơn tối qua cho em nhá. 62kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 168. 168 62kg đổ lại mặc đẹp. Một tám bốn em chốt chị Bích Phương. 56kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 123. 123 56kg đổ lại mặc đẹp. Rồi em ok chị Sâm Pham báo lại cho nhân viên của em là được nha chị ơi. Mã 226 em chốt Trần Trọng Cường. 60kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 122. 122 60kg đổ lại mặc đẹp. Rồi em ok chị Sâm Pham nha chị ơi. Rồi em sẽ lên 1-2 cái áo nữa nha. Rồi em sẽ xuống like cho mẫu khác lên nha mấy chị. Mấy chị chốt lẹ lẹ giúp em với nha. 55kg đổ lại mặc đẹp, chốt thêm mã 121. 62kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 242. 242 62kg đổ lại mặc đẹp. Xinh quá, xinh quá. 124. 60kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 243. 243 60kg đổ lại mặc đẹp.
Mã 124 em chốt chị Hoa Tài. Em ok chị Trang Trang nha chị ơi. 63kg đổ lại mặc đẹp, chốt cho em mã 196. 196 63kg đổ lại mặc đẹp. Chị Thủy Lê ơi, chị thoát ra vào lại giúp em nha chị Thủy Lê ơi. 243. Mã 243 em chốt chị Hoa Tài. Một em dạ ép siêu xinh luôn nha mấy chị. Dạ ép một lớp. Dạ ép một lớp. Mặc rất là đẹp luôn. Màu này mang rất là trắng da nha mấy chị. Chốt cho em mã 167. 167 57kg đổ lại mặc đẹp. Chốt cho em mã 167. Dạ bây giờ mấy chị vào lại like giúp em nha. Bởi vì ý là thay mẫu nha. Dạ bây giờ em sẽ thay mẫu nha mấy chị. Đợi mẫu mới lên nha. Dạ rồi em chào mấy chị ạ. Em xin không? Chào 292 chị đang xem nha. Các chị chia sẻ ủng hộ em với ạ. Rồi hôm nay là hai mẫu mới nên là các chị nếu mà có vấn đề gì hoặc là sao ấy thì mong các chị hoan hỉ bỏ qua giúp em bên shop em nha. Còn hôm nay là mẫu mới live nên là cũng chưa được lưu loát với lại chưa được như là mẫu thường ngày live ấy. Nên là các chị hoan hỉ giúp em nha. Rồi chị Thủy Lê 170 còn không em? Mã 167 đã chốt cho cô Nguyễn Bích Lan. Rồi lên mã đi. Năm mươi tám kg đổ lại mang đẹp nha, chốt cho em mã 120 120. 58kg đổ lại mang đẹp. To lên, nói to lên. Rồi chị Thanh Nguyễn ơi, bên em hôm nay đồng giá là 127k nha chị Thanh Nguyễn ơi. Đồng giá cả siêu phẩm đều 127k nha. 59kg đổ lại mang vừa nha, chốt cho em mã 227. 227 59kg đổ lại mang vừa. Ừ. 53kg đổ lại mang đẹp, chốt cho em mã 148. 148 53kg đổ lại 127k. Ta to lên nha. Ừ, nhỏ lắm. Còn nha em Trang Trang ơi. Mẫu sẽ thay phiên nhau like nhé. 57kg đổ lại mang đẹp, chốt cho em ạ. 241 241 150k 127k. Em ok chị Hoa Tài, nhớ báo lại cho nhân viên giúp em là được nha chị ơi. 55kg đổ lại mang đẹp, chốt cho em ạ. 224 224 55kg đổ lại mang đẹp. Đổ lại mang đẹp, chốt cho em ạ. 163 163 58kg đổ lại mang đẹp. Mẫu mới nói từ từ. Rồi em ok chị Cúc đi nha chị ơi. Mã 148 em chốt chị Hải Nguyễn. Nói to to lên mẫu ơi. 60kg đổ lại mang đẹp, chốt cho em ạ. 162 162 60kg đổ lại mang đẹp. Rồi mã 27 em chốt chị Mai Phạm Hoàng Nam. 227 hả? Rồi chị Mai Phạm Hoàng Nam chốt lại mã giúp em là 227 kèm số điện thoại nhá. 57kg đổ lại mang đẹp, chốt cho em mã 161. 161 57kg đổ lại mang đẹp. 170 còn. 170 hết rồi nha chị Nhi Đông ơi. Năm mươi bảy kg đổ lại mang đẹp, chốt cho em mã 164. 164 57kg đổ lại mang đẹp. Cái 60kg đổ lại mang đẹp, chốt cho em mã 160. 160 60kg đổ lại mang đẹp. Rồi các chị chốt mã kèm số điện thoại giúp em. Ai bị ấn comment giúp em là ấn thêm một nút like nha mọi người nha.
Có mã 227 nha hả Mai Phạm Hoàng Nam ơi. 55kg đổ lại mang vừa chốt cho em ạ. 108 108 55kg đổ lại. Mã 165 em chốt chị Hải Lý Thị. 60kg đổ lại mang đẹp chốt cho em ạ. 156 156 60kg đổ lại mang đẹp. À, Ngân Ly hồi sáng có đơn bên chị, cho chị xin lại số điện thoại nha em ơi. Hồi sáng gọi đến nhưng mà không phải số điện thoại của em. 56kg đồ lại mang đẹp chốt cho em ạ. 158 158 56kg đồ lại mang vừa. Mẫu cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu em? Em cao 1m63, nặng 53kg nha. 54kg đồ lại mang đẹp chốt cho em ạ. 165 165 53kg đồ lại mang đẹp. Phi sai, mẫu này phi sai chốt cho em ạ. 166 166 phi sai nha. Năm mươi chín kg đồ lại mang đẹp chốt cho em ạ. 240 59kg đồ lại mang đẹp. Đồng giá nha chị Mai Phạm Hoàng Nam ơi, đồng giá 127k nha. Năm mươi tám kg đồ lại mang đẹp chốt cho em ạ. 239 239 239. Mã 240 cho Hoa Tài. Mẫu cao 1m63 và nặng 1m63 và nặng 53kg nha chị ơi. 60kg đồ lại mang đẹp chốt cho em ạ. 159 159 60kg đồ lại mang đẹp. Rồi mẫu cũ là mẫu đã like lâu rồi nên là sẽ chuyên nghiệp hơn. Còn mấy cái mẫu đây là đang tập like nha mấy chị nha. Nên là có vấn đề gì thì mấy chị thông cảm giúp em nha. 63kg đồ lại mang đẹp chốt cho em ạ. 155 155 63kg đồ lại mang đẹp. Cái địa chỉ à, cái số ở bên trong cái tờ giấy in của mấy hóa đơn á. Sáu ký đồ lại mang đẹp chốt cho em ạ. 157 157 56kg đồ lại mang đẹp. Em ok chị Cúc đi nha chị ơi. 59kg đồ lại mang đẹp chốt cho em ạ. 154 154 59kg đồ lại mang đẹp. Dạ đúng rồi. Đúng rồi nha chị Nhung Nguyễn ơi. Sáu mươi ký đồ lại mang đẹp chốt cho em ạ. 127 127 60kg đồ lại mang đẹp. Em ok chị Cúc đi. 57kg đồ lại mang đẹp chốt cho em ạ. 229 229 57kg đồ lại mang đẹp. Ngân Ly ơi, em còn ở đấy không em ơi? Ngân Ly cho chị xin lại số điện thoại nhá. Đơn hồi sáng em, hồi tối hôm qua em có hai cái nhưng mà nhân viên gọi điện là không phải số của em nên không chưa chốt hàng được nhá. Được các chị vui lòng. Ủa, cho em phi số. Phi sai nha các chị. Chốt cho em ạ. 105 phi sai ạ. Số điện thoại. Mình chốt 165 nữa mà. 165 còn không? 165 hết rồi nha chị Hải Nguyễn ơi. Hàng tối thứ 6 khi nào đi khi nào vậy chị? 58kg đồ lại mang đẹp chốt cho em ạ. 268 268 56kg đồ lại mang đẹp. Rồi bên em đã chốt đơn là đã đi đơn rồi nha chị ơi. Từ hôm thứ 6 hôm nay thứ 2 đã đi đơn rồi. Em lấy số của Ngân Ly lại đi em. Ngân Ly
60 kg đồ lại mang đẹp chốt cho em mã 234. 234 60 kg đồ lại. Rồi ok Ngân Ly nha em ơi. Ký đồ lại mang đẹp chốt cho em mã 233. 233 57 ký đồ lại mang đẹp. Đẹp quá mấy chị ơi. Chốt cho em mã 1. Chốt cho em mã 2. 228. 56 ký đồ lại mang đẹp. 228. Đồ lại mang đẹp chốt cho em mã 128. 128 56 kg đồ lại mang đẹp. Em ơi hàng tối qua chốt cùng đơm em nhé. Dạ rồi em ok cô Nguyễn Bích Lan nha. Hello Mai Minh. 60 kg đồ lại mang đẹp chốt cho em mã 153. 153 60 kg đồ lại mang đẹp. Mai mấy giờ bán tiếp với em? À chị Cúc Đinh ơi, tối nay bên em sẽ live tiếp nhá. Mã 128 chốt chị Hải Nguyễn. 7 giờ tối nay bên em sẽ live tiếp nha các chị ơi. 56 kg đồ lại mang đẹp chốt cho em mã 267. 267. Mã 128 em đã chốt chị Hải Nguyễn. Rồi ví dụ như các chị mới chọn được một cái thì tối nay xem live tiếp rồi bên em dồn đơn, ngày mai sẽ gọi chốt đơn tiếp nha các chị nhá. Tám ký đồ lại mang đẹp chốt cho em mà 31. 31 58 ký đồ lại mang đẹp. Các chị chia sẻ hộ em với ạ. À. 56 ký đồ lại mang đẹp chốt cho em mà 256. 256 56 kg đồ lại mang đẹp. Đẹp không vậy trời. Cái cổ cái điện kìa. Đẹp không sao luôn. Đẹp quá mấy chị ơi. Dễ hả? 58 kg đồ lại mang đẹp chốt cho em mà 45. 45 58 kg đồ lại mang đẹp. Tội người ta vậy. Mã 1 mã 153 em chốt chị Huyền Bom Bom. Mã 256 em chốt chị Thảo Hiệp. Đẹp quá. Chốt 58 kg đồ lại mang đẹp chốt cho em mã 254. 254 58 kg đồ lại mang đẹp. Chị Nguyễn Văn ơi, có vấn đề gì đợt về đơn hàng chị vui lòng liên hệ với số hotline em nha chị ơi. Mã 45 cho chị Hải Ly, Hải Ly Thị. Một cái cánh dơi nha các chị ơi. Chốt cho em mã 244. 58 kg đồ lại mang đẹp 244. Có em mọi chương xe online nha mấy chị. Ký đồ lại mang đẹp chốt cho em mã 246. 246. 60 ký đồ lại mang đẹp. 6 em ở chưa xe Gia Lai nha chị Túy Trần ơi. Đồ lại mang đẹp chốt cho em mã 56. 56 55 ký đồ lại mang đẹp. Mẫu cười dễ thương kìa, cười nhiều lên em ơi. Đồ lại mang đẹp chốt cho em mã 253. 253 58 kg đồ lại mang đẹp.
Chị Xuân Trần ơi, chị nhắn tin cho bên em là bên em sẽ giải quyết đơn cho chị nhá. Còn nếu mà vấn đề mà các chị mà lên like nói là bên em hoàn toàn là không giải quyết đơn. Mẫu này free size nha các chị ơi. Chốt cho em mã 252 free size. Bởi vì tất cả các đơn là bên em sẽ có một số, một cái số hotline mà có đăng trên trang cá nhân để các chị mà có vấn đề gì về đơn hàng là các chị sẽ lên lên đấy và lấy cái số điện thoại đấy gọi cho bên em là bên em sẽ giải quyết đơn hàng. 54kg đồ lại mang đẹp, chốt cho em mã 54. 54kg đồ lại mang đẹp. Chốt cho em mã 55 58kg đồ lại mang đẹp. Mẫu cao 1m63 và nặng 53kg nha chị ơi. 62kg đồ lại mang đẹp, chốt cho em mã 251 62kg đồ lại mang đẹp. Một em hồng phấn rất là dễ thương nha. Chốt cho em mã 53 60kg đồ lại mang đẹp. 53 58kg đồ lại mang đẹp, chốt cho em mã 57 57 58kg đồ lại mang đẹp. Chiều cao cân nặng mà chị hỏi, mà chị nói cân dạ nặng. Em cao 1m63 và nặng 53kg ạ. Chị Thảo trên Zalo tin nhắn em nhé. Rồi ok Thu Thùy nha chị ơi. Đồ lại mang đẹp, chốt cho em mã 250 59kg đồ lại mang đẹp. Xin số điện thoại khách hàng chưa? Xin số. 60kg đồ lại mang đẹp, chốt cho em mã 297 297 60kg đồ lại mang đẹp. Wow. Một em đuôi cá xuất sắc quá. Chốt cho em mã 51 free size. 51 free size phải bao nhiêu ký? 4. Cao hơn một ốm. 60kg đồ lại mang đẹp, chốt cho em mã 52 52 60kg đồ lại mang đẹp. Chị Linh nghĩ là nghĩ hay làm cái đối với chị à, chị Linh à, Linh chốt đơn bên chị nghỉ rồi nha em ơi. À hồi lâu Linh chốt đơn cho em hả Thu Thùy ơi. 58kg đồ lại mang đẹp, chốt cho em mã 50 58kg đồ lại mang đẹp. À, dạ. Dạ. 65kg đồ lại mang đẹp, chốt cho em mã 294 294 65kg đồ lại mang đẹp. Chị Duyên Mỹ ơi, nếu mà đơn 20 ngày là có khi bởi vì người ta 58kg đồ lại mang đẹp, chốt cho em mà 49 49 58kg đồ lại mang đẹp. Đó, đi đón đi. Rồi chị Duyên Mỹ ơi, nếu mà đơn mà 20 ngày rồi á, là một là người ta đã chuyển hoàn lại cho em, hai là cái đơn hàng của chị giao không thành công, nói chung là người ta đã chuyển hoàn về bởi vì hơn gần một tháng rồi á. 59kg đồ lại mang đẹp, chốt cho em mà 276 276 59kg đồ lại mang đẹp. Chị Duyên Mỹ gọi điện đến số hotline giúp em nha chị ơi.
gì nữa. Em sẽ lên hai cái nữa rồi em sẽ xuống like nha. Hẹn mọi người 7 giờ tối nay em sẽ live tiếp nha. Ký đồ lại mang đẹp chốt cho em mà 48 57 ký đồ lại mang đẹp. Dạ, 58 ký đồ lại mang đẹp chốt cho em mà 47 47 58 ký đồ lại mang đẹp. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái live stream tiếp theo nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ là Mẫu nghỉ rồi, Mẫu mới nên hơi chậm một tí nha cả nhà nha. Thôi hẹn gặp lại các bạn ở tối. Hẹn các bạn ở tối nay vào lúc 7 giờ nha. Mình Tuấn Kiệt sẽ live lại live stream tiếp tục. Các bạn ai chưa mua được thì hẹn các bạn ở tối ngày hôm nay. Thì tối ngày hôm nay Tuấn Kiệt sẽ lên review phẩm rất là nhiều trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hot là số nào để chị gọi? À số này là chị Duyên Mỹ ơi, 0982795479. Em nhắc lại số điện thoại hotline ạ, 0982795479. Ok các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái live stream tiếp theo ạ. Xin chào và xin chào ạ. Quỳnh Sâm 4 mã 48 các em. Rồi. Chốt chưa? Rồi đã chốt đơn hàng thành công cho chị Nghĩa Lê. Rồi chị Nghĩa Lê 48 chứ anh. Rồi 48 chị Nghĩa Lê nha. Rồi. Rồi xin chào ạ.